khỉ đó, con quay luôn. Con khỉ rồi con. Khỉ à? Phái khỉ. À, đi cô ơi. À, đi. Quay chưa? Rồi. Quay đến giờ luôn à? Ừ. Ngày mai mình với Tú đang trên đường lên chỗ khu du lịch Núi Két các bạn. Thì Núi Két ở vô đây thì chẳng có săn tiên nè, yến tiên nè, và có nhiều thứ khác nữa. Bây giờ mình dẫn rồi quay cho bạn xem. Thì cổng. Vào cổng á thì mỗi người lớn thì 25.000 bạn. Trên trển thì ở trển nghe nó có khỉ nữa, bây giờ mùa này có khỉ. Cát kìa. Quay cao lên đây nhìn ra thấy là giống mùa cát nè. Thấy rõ không? Là giống cát rồi nè. Giống cát. Thì núi Két là có tên gọi khác là Anh Vũ Sơn nha mọi người. Anh Vũ Sơn là hình một con két ở phía trên nè. Đây là săn tiên nè các bạn. Ở đây mới có mấy tấm hình nè. Săn tiên thì trên đó có một cái chỗ mà cũng gần như là gần cái chỗ cao nhất rồi. Thành Bát Nhã đó kìa. Thành Bát Nhã. Bên đây. Đây là săn tiên. Diên Minh Vũ là cái chỗ là đỉnh ở trên hay gì nè ta? Không biết. Chưa đi ăn nào chứ. Khỉ. Khỉ. Điện Phật Mẫu, Thích Ca Phật Đài, con nằm á, giếng tiên kìa, ghê vậy? Sao giếng ngược lên trời vậy? À biết đâu. À, ở trên chụp xuống nè. Chắc cái chụp xuống cái gì á? Trong quá ha. Điện Ngũ Hành. À, không thấy nước. Ai biết đâu à? Nè, Mẹ Nam Hải cởi rồng. Điện Diêm Chúa, ở điện của rắn chúa. Điện Chiến Sĩ. Điện Chiến Sĩ. À cái này là như ở dưới Diêm Dương á. Điện Thập Vương. Trên đây Điện Thập Vương. Điện Diêm Chúa là chứ. Còn vậy lên trển hồi mình sẽ vô coi mấy cái này. À. Điện Long. Cái này mình không rành á. Điện Chư Vị Năm Non Bảy Núi. Này là ở trên đỉnh luôn nè. À đó muốn rô két đó, nghe cái đầu két luôn đó. Nghe đầu rô két. Điện Ngọc Hoàng nữa nè. Điện Chư Vị Năm Non Bảy Núi. Điện Thất Sơn. Ồ này ghê vậy. Điện Sơn Thần. Nhà thờ thầy. Điện Chư Thần. Ở đi đây mình phải một ghé. Anh Vũ Sơn. Anh Vũ Sơn. À, núi không kép. Thứ hình. Mua vé đi bộ lên đau khổ vậy. Có chẳng có người không á? Không biết đâu. Ít người vậy nó bay gì đó. Ủa không có bán vé không ai bán vé gì vậy? Là mua vé. Ở đây là người lớn 25.000 các bạn. Hai người 50. Lên động đi, chỗ này là chỗ gì nãy nè. Cái gì? Hang động sơn. vô họng cọp. Gì nãy động dưới quên này. Không biết quên nè. Xe cổ. Phải cổ không? Ủa, bắt đi vô họng nè hả? Ở đâu gần vô đâu, đi vòng mà. Hả? Đi đây đường lên núi nè. Đi đây cái đi. Đi đây mau dậy cái xanh. Để dép bên ngoài này thấy không? Ờ. Bởi vậy không phải đi chọn cái gì ghê vậy? Dạ. Chẳng bay coi ông cọp cho bá được chạy sao chạy ra. Nhanh. Mát ghê ha. Này khỏi gắn máy lạnh. Dạ. Dạ. Ê, con vô này ông tính á, thấy không? Dạ, ngộ hả? Ở đâu con đi vậy? Dạ con ở trong là quế ra. Sao? Dạ đúng sai. Bà biết chỗ. Thì bà địa rồi. Dạ về bà ở đây đến đây là bà cũng đi tham quan hả bà? Bà vô bà quét dọn làm con quả ở đây nè con ơi. Dạ. Xin ở làm con quả đó. Dạ mình ở đây là kêu cái gì? Bà ở đây là điện ông Hổ. Điện ông Hổ. Thằng lúc trước ở đây là ông Hổ mở sao bà? Ừ, hồi xưa ông Hổ mở con. Dạ. Ừ. Có đó. Dạ. Hỏi nha. Bà nói con nha, đừng đánh con đừng đánh. Ừ. Cái này là người ta làm mình cũng mang cũng linh. Nếu như làm mình cho linh mà làm người linh bỏ hồn có cậu mày mình định á. Tụi tôi cũng này nè, trừ rồi đó, mấy bà con vợ với ổng á. Tụi tôi thấy ông cho tôi ra, cái ông hả miệng cắm vô. Ông cho tôi ra, cái hả miệng cắm vô vậy á. Đi về tới ngoại rồi coi, ngoại rồi đó. Rồi ổng đi trời ơi, ông hổn này rồi, xi măng mà có gì đâu. Cái... ổng thầy nói hai lần rồi, lần thứ ba nó không còn cám chừng. Đó, qua đi thứ ba, sáng quảng hôm vô mua đồ, chúng ta để lại ổng, chúng ta ra làm. Lên lớp con ơi, họ vô á, con biết không thảo á, họ mang về, anh biết ở đây nữa có cô gái, bận quần ngang đây nè, bận ăn phải bà nó tên vậy nè, vô á, nó không có mở khẩu trang, hết rồi cũng đổi vậy vô quỳ lại, vậy đó, mình chắc là bị em bị phạt chứ không phải là bị cô nó bị bệnh mất con hả bà? Hả? Bị á con. Tại nãy con vô con có thấy là cái để gì dép là con đổi ra đây con đi dưới con đi nãy giờ con đi bên đúng bên kia bây giờ con qua đây con cũng bên chỗ đi chơi vậy cho mát đi dạ. Ở đây là mát dữ lắm con dạ. Lại hai đứa ở dưới làm gì con làm youtuber được đi hiện giờ là con làm về 7 núi của mình ở đây quay tất cả cái địa điểm thôi ví dụ 7 núi con đi quay hả dạ. Đi quay vậy là gần sao mình quay cho nhà nước hả dạ không con quay cho con làm cho cái con làm cái kênh riêng cho con vậy. Vậy là con đừng làm vậy là người ta hỏi về mình có bán được không? Dạ không con làm để có nhiều bạn ủng hộ này nọ rồi con có thằng tiền để con đi quay. Là vậy thì không ngon mà bây giờ bà nói vậy. Dạ. Tại con phải bà mới nói hai cháu nha. Dạ. Không rồi đó không tháng 7 mà tính mà về mà mất hết trên còn 800 ngàn con không phải bà nói với con bà thấy không? Con 800 ngàn. Bà mới qua đức thầy bà thỉnh tấm củ quyền về cho bà chị. Cái bà lộn hồn và đổ 40 ngàn tiền xăng về 800 ngàn giấy 200 ngàn. Cái không đổi. Bà đã 40 bà đưa trên. Qua đã mởn rồi không có thằng bạc nữa. Bà đã về bà đang nghỉ giết không được. Bà quyền bà lại cái cậu đó. Thôi con cho bà lại xin hỏi 2 năm thôi. Bà về để xứ bà đã quê mùi. Bà không có mượn ai mà không xin ai con. Tội nghiệp bà. Không cho là con. Không cho là không đó con. Bà khóc nữa hết biết vậy đó là bà về đến nay là coi như bà không còn tiền bạc gì hết mà khách thì đi nhiều lắm nhưng phải bà nói bà nhìn hồi sáng là cũng khách là không bao giờ bà cháu xin ai mà giờ bà xin con hai đứa con thì chắc không có tiền con coi bà khoảng 100 mà con không là càng nhiều nữa cái mà con đó tốt cái năm được rồi phải không đó con gửi tiền cho bà bà đổi cho con bà sống hai 4 bữa rồi bà cứ là 5 giờ là sống mà còn 8 giờ sao nó tăng bà rồi còn tuổi lên sống không biết dạ. Nó tăng sang con cũng cảm ơn bà vì những cái bà chia sẻ cho mọi người rồi nghe con, dạ bà cũng cảm ơn con dữ lắm dạ. Con về làm tiền bạc cho con dạ. Nó là cái tại con biết cho nó cũng không cả cuộc đời rồi đó dạ. Bà nhìn người bà biết á một đoàn về này vô cả một đoàn 5-60 người, nhưng mà bà nhìn rồi không bao giờ mà xin thầy, là bà chịu khổ chứ bà không xin. Bà nói bà nhìn hai đứa rồi đâu cũng bà lại. Con thì lại con làm này thì không có tiền nhiều con cho bà. Thì con thấy trong cái con chỉ cái lòng con chỉ được tới đó thôi. Bây giờ giữa lúc bà khổ mà con cho là 5.000 từ 10.000 cơ, bà đòi 7.000 đi xuống mua liều thuốc uống cái bữa sốt rồi mua liều thuốc họ không bà đâu bà. Bà với bà là vậy bà có gì con mày con có thường đi đâu? Dạ con có biết. Đây nè, chưa tới bà địa còn 10 mấy cái nó tới. Khi nào mà bà không nói đá con đi ha. Mà không có bà về con vô con nước ăn, con ở 1 tháng 2 tháng con ăn. Vui vẻ nha, cái ai mà chưa tới đồng đồng là mình đuổi đi hết á. Bà chị á, bà có một cái chùa bà ở trong đó là bà hồi đó bà là bà trang đó con, cũng là hồi mà tạo đi tập thì chưa có cái gì đó đừng đâu bà giữ bà bán 160 mấy mẫu đất ông tiền lên bà cắt chùa đó chứ bà không lấy của ai. Rồi cái bây giờ bà cắt chùa xong rồi bà ở mà bà ở nhà không được, ở nhà mà bệnh hơn đó bà không cho đi, bà giống chùa phá tóc bà rối hết trơn, bà cứ nước bác sĩ lại là chích thuốc chích riết sau cái đầu mà tự nhiên có một cặp cẳng cái trong tay rồi là hết rồi, cái là nhờ bà trải nhiệt á, rồi giờ nó ra được nhiêu mà để ra chút nữa cái bà cột được á, đó như vậy đó, nên bà có cái căn ở núi nó không ở dưới được. Khi nào là con đi Vũng Tàu con kêu xe ha, ghé ngã ba Hội Đài, cái con đi không ta ôm nó vô đó 15.000 người, con biểu chở cho chùa của bà Năm Tây, chùa Tây Phương á, rồi thằng nào cũng biết hết á, con vô đó đi, rồi con lên hang cổ rồi con chơi. Nha, con giếng núi tàu cảnh nó đẹp lắm con. À, con cũng mong nếu mà con làm được thì chắc con quay không hả? Đi đi con quay cảnh cũng đẹp lắm à. Thôi tội nghiệp hết thì con hết. Dạ đi ơi. Rồi hai đứa nha, dạ con. Dạ. Trời đất ơi. Đi luôn bà ơi. Tội nghiệp. Rồi giờ con lên tới đỉnh núi hả? Dạ. Đấy nè, vô đây đi đường này. Con mang giày cho con đi. Ở đây thì mấy cái tiếng hổ ấy bà là phát ra từ chỉ là lo và điện tử thôi, nhưng mà mình không biết là cấu tạo như thế nào. Khi mà mình vào trỏng thì sẽ im lặng, nhưng mình khi ở ngoài sẽ có cái tiếng hổ vọng ra. Và đây quay rõ mọi người xem, đây là cái điện ông hổ. Lúc trước ở đây là có quá bự không thấy được có ông hổ sinh sống tại đây, và nghe bà kể về những câu chuyện đã từng xảy ra nơi này các bạn thấy cũng khá là huyền bí. Và bây giờ tiếp tục mình đi lên xem thằng Tiên đồ thiết ra nha. Bây giờ đi thôi.